Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bông Chét. Hôm nay mình lại làm một video mới. Ở video này mình sử dụng cái con chỉ huy Brown cùng với cái nội tại chiến binh rực lửa của nó. Và ở giai đoạn đầu trận đấu này thì mình cũng để chọn ngẫu nhiên thôi. Và có như nào thì các bạn cứ cho vào như vậy. Còn trận đấu này thì mình chơi cùng một bạn và được bạn mời nên là mình cũng sẽ làm video luôn. Mình sẽ xem và hỏi bạn làm hoặc là chơi về cái đội hình gì đấy. Rồi, tính ra thì bây giờ là có những cái phiên bản mới ra rồi. Còn video này thì mình làm cách cái phiên bản mới ra, nên là các bạn xem qua. Với cả có những cái ý kiến đóng góp nào đấy thì các bạn nói cho mình biết, và để mình hoàn thiện làm video tốt hơn. Đấy, và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh cho mình, và cũng có những cái comment bình luận rất là hay và ý nghĩa. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi vào trận đấu thôi. Được, có nghĩa là chơi và chọn được những cái đội hình như nào thì mình sẽ làm luôn. Đấy, và cũng chả cần quan tâm là phải cố gắng lên theo cùng một đội hình như nào cả. Bạn hỏi là chơi đội hình cũ à, thì vừa ở cái trận đầu thì mình cũng chơi cùng bạn rồi. Và bạn hỏi như vậy thì mình chỉ biết là mình không lúc nào cũng không phải là cố gắng chơi theo một cái đội hình cũ nào cả. Với cả cũng tùy theo nó ra đội hình như nào thì mình sẽ chơi thôi. Thực ra mình làm video mà có những bạn còn bảo là mình phải dùng những cái con chỉ huy như kiểu Harper. Harper thì làm YouTube chơi những con chỉ huy này mới ngầu. Thực ra thì chỉ huy nào cũng chơi được các bạn, nhưng mà nó cũng sẽ phải hợp với từng đội hình. Ví dụ như con chỉ huy Brown này, cái nội tại thứ hai của nó thì các bạn có thể sử dụng cho, thường là cho cái con Fanny các bạn, cái chiến binh rực lửa ấy. Nó sẽ bay nhảy như vậy thì nó nằm trong cái phạm vi nào đấy. Ví dụ như trong phạm vi 8 ô thì những cái con tướng bên bạn mà có lượng máu thấp hơn, ví dụ như bao nhiêu phần trăm đấy, nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Nó rất là hay nhá. Và đặc biệt là các bạn thấy là thường nó có cái búa giáng xuống trước phải không? À không phải, cái con tướng kia chết trước thì cái búa mới giáng xuống trước. Đấy, đấy các bạn thấy không? Theo mình thì cái búa giáng xuống luôn thì nó chết luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ cảm giác như này là nó chết rồi mới giáng xuống là cảm giác mình thấy nó cũng không hay mấy các bạn. Còn những cái giai đoạn đầu trận đấu thì mình cũng sẽ nói rất là đơn giản thôi. Các bạn cứ thấy những cái con nào mà mình muốn chơi thì các bạn cứ lấy vào. Ví dụ như là các bạn xác định chơi đội hình đấu sĩ chẳng hạn, thì có những cái con đấu sĩ nào đấy các bạn cứ nhặt về và cố gắng là giữ lợi tức lên. À, có nghĩa là các bạn cố gắng tiết kiệm tiền thôi và tính toán một cách hợp lý như nào đấy để cho nó lên 10 vàng, 20 vàng một cách nhanh nhất nhá. Mình thì cũng chỉ có biết lời khuyên như vậy thôi. Và ở cái phiên bản mới này nó cũng sẽ giảm về cái phần thiên phúc các bạn ạ. Cái thiên phúc nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái lối chơi của từng người. Có nghĩa là mang tính may mắn nhiều quá nên là nhiều người cũng không thích. Bản thân mình thì mình cũng cảm giác không thích. Và mình ở bây giờ các bạn thấy là mình đã bán máu nhá. Cho về cái lượng máu thấp tí nữa mình còn chọn được những cái đồ nó vừa ý. Đấy, lại quay lại nói về thiên phúc, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái lối chơi của các bạn. Và mình cũng đặc biệt mình cũng cảm giác như vậy. Mình nghĩ là nên bỏ thiên phúc đi. Thực sự là như vậy. Đấy, đấy là ý kiến riêng của mình thôi. Còn các bạn nghĩ nào thì do các bạn. Và cái chọn đồ ấy thì tùy thôi. Như kiểu các bạn chơi đội hình phép thì các bạn có thể chọn những cái đồ phép. Còn mình thấy này, thì mỗi con tướng thì nó sẽ phù hợp với những cái trang bị rất là hiệu quả. Ví dụ như trong những cái phiên bản mới này, các bạn mà giai đoạn đầu nhá, ví dụ như con hàng Nga này, các bạn chọn được hàng Nga phải không? Tí nữa các bạn có những cái tụ năng lượng, tìm được cái tụ năng lượng thì cho con hàng Nga thì cực kỳ là bá đạo. Hoặc nữa là ví dụ như con Esmeralda này, các bạn cho tụ năng lượng nhưng mà tầm và cho nó cái mũ vệ thần bầu trời chẳng hạn thì nó cũng sẽ rất là khỏe. Đấy, nhưng mà đặc biệt là bây giờ mình cũng thấy là cái con hàng Nga nó cũng khỏe các bạn. Chỉ cần có hai đồ phép hoặc một đồ phép và chỉ cần level 2 thì nó có thể giúp các bạn chống trụ, chống chọi hoặc là tồn tại đến những cái giai đoạn giữa trận đấu luôn. Có nghĩa là bây giờ mình có thể chia cái các giai đoạn trận đấu ra, giai đoạn đầu chẳng hạn. Đấy, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.
giai đoạn đầu thì vẫn còn nằm trong top 8 bạn, giai đoạn giữa thì về top 5 bạn các bạn, còn giai đoạn cuối thì theo mình thì là nằm trong top 3 bạn đấy, 3 hoặc 4 bạn đấy, nó cũng thuộc về giai đoạn cuối rồi. Có những cái trận đấu mà mình chơi về ban đêm nó cực kỳ là cao co, có lúc thì vẫn còn hẳn 7 bạn hoặc 8 bạn, nhưng mà còn cái máu là chỉ còn 2 hoặc 3 máu nữa thôi. Rồi đấy, thì thực sự là nó căng lắm các bạn, chơi về ban đêm ấy, tầm 11 giờ đêm trở đi ấy, đến 1-2 giờ sáng thôi. Còn về những cái giai đoạn chơi từ 1-2 giờ sáng đến 5 giờ sáng, đấy là mình ít hiếm khi chơi. Lúc đấy thì giờ nên đấy là đi ngủ, nên tập trung đi ngủ, chả nên chơi nữa. Chơi nó cũng chả đâu vào đâu mà, buồn ngủ chả tập trung được. Còn những cái bạn mà cày top của thế giới chẳng hạn thì các bạn đấy là những người có thời gian, các bạn chuyên làm về game rồi thì các bạn cứ cày. Và mình cũng một lần nữa là mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ, đăng ký kênh cho mình, xong rồi cũng comment và các bạn like cho mình nữa nha, các bạn hãy like cho mình. Còn các bạn xem qua thì các bạn cứ để lại comment cho mình đi, comment những cái gì mà cảm giác các bạn thấy ở trận đấu đấy cần phải làm, hoặc là cần phải chơi, hoặc là cần phải sử dụng những con này con nọ cho phù hợp ấy. Cơ bản là một trận đấu thì nó cũng rất là dài đúng không? Mà các bạn mình biết là xem qua thì các bạn thấy nói xem ở những cái giai đoạn đầu thôi, xong về sau mình cũng tua đi hết. Ai cũng vậy, tránh mất thời gian mà. Và mình làm video này thì nó là thực sự làm vì đam mê các bạn. Thu nhập thì không có đâu, khẳng định là không có nhá. Có thì vẫn có một ít, nhưng mà nó không là gì cả. Đấy, với cả mình tính ra một video, ví dụ như tối chủ nhật này mình đăng video thì hôm sau doanh thu nó có thể lên được 2 đô, hơn 1 đô chẳng hạn. Như vậy thôi, còn về sau thì nó cũng những cái hôm sau khéo không đến 1 đô đâu. Đấy, thì các bạn cảm nhận có đúng là làm vì đam mê không? Nếu mà mỗi ngày mình có thể làm được một video và chăm ra video hơn thì nó sẽ rất là chắc cũng có tí thu nhập đấy các bạn. Nhưng mà mình là không có thời gian. Đấy, nó có cái nỗi khổ như vậy. Thì chỉ có những cái buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi hoặc là thứ bảy thì mình sẽ làm video và để có video đăng thế thôi. Còn khéo những cái hôm nào bận quá mình cũng chả có video nữa. Bây giờ mình lại tóm lại là có nhiều việc rồi. Và trận đấu này thì mình chơi cùng một bạn nên là mình mới làm video như vậy. Thì trong những cái lâu lâu cả tuần thì mình mới chơi vài trận. Mỗi trận đấu nào vào thì mình gặp các bạn thì mình cũng xin các bạn đấy một lượt đăng ký đấy, ủng hộ mình. Rồi và vừa nãy thì mình cũng nói liên thiên ngoài nhiều rồi, cho mình nói một ý nữa thôi. Đó là các bạn xem ấy thì các bạn cứ comment nhá. Ví dụ như các bạn có thể để dấu chấm cũng được, hoặc xem like thứ bao nhiêu cũng được. Và ấn like kênh cho mình, like video cho mình nữa. Để cho video, có nghĩa để kênh mình cũng phát triển hơn. Và mình sẽ có động lực để làm ra những cái video nó hay và ý nghĩa hơn. Có những cái đội hình mới hoặc là cái cách chơi mới để các bạn tham khảo. Thực ra đúng là Việt Nam thì cũng có vài người làm đấy, nhưng mà kênh mình thì có mỗi mình làm đều đều ấy, làm khéo gần năm nay rồi thì vẫn cứ cho ra video đều đều. Rồi và bây giờ thì mình không liên thiên nữa, mình sẽ nói tập trung đi vào trận đấu luôn. Còn ở cái trận đấu này ấy, nếu mà nãy là ví dụ là mình thấy xuất hiện nhiều những cái con, ví dụ đây, ví dụ các bạn thấy con Lancelot các thứ này thì mình có thể lấy vào, nhưng mà thôi mình sẽ chọn chơi thử những cái đội hình mới lạ và khác nữa. Còn đây có cái mình có được đội hình con, có nghĩa là về những cái con phương Bắc thì các bạn hãy cứ dồn đồ hết cho con Fera, được chưa? Tại vì bây giờ khi có đội hình phương Bắc như vậy thì ban đầu nó có thể kích hoạt ulti luôn, và những cái con ví dụ Fera thì nó sẽ ulti luôn và nó đánh cũng sẽ cực là khỏe. Và chỉ cần lên level 2 này thì nó cũng sẽ có thể cân được team. Còn đặc biệt nữa là nếu mà các bạn quyết định chơi và sử dụng về những cái đội hình có liên quan đến những cái con phương Bắc ấy, ở giai đoạn đầu ấy, thì các bạn nên sử dụng cái con chỉ huy Benny nhé. Và cái nội tại thứ ba của nó, cái vòng ấy, cái bẫy ấy. Rồi được rồi. Đấy, còn chọn đồ thì ở đây mình sẽ chọn cái đồ đó là đồ hút máu đi. Thực ra ấy, các bạn phải hiểu này này,
môi tướng thì nó sẽ có những cái đồ nó phù hợp với cái con tướng đấy. Như mình thì ví dụ con Fela, phải không? Con Fela tí nữa mà bây giờ mình đã kích hoạt đủ cái đội hình đó là đấu sĩ rồi thì nó cũng đã hút máu rồi, và cho cái con Fela nó đánh nữa thì nó khi cho cái con Fela cái hút máu nữa thì nó sẽ tạo một cái lượng giáp rất là lớn, như vậy thì nó cũng sẽ cực kỳ là khỏe nhá. Và cứ sau mỗi cái giai đoạn mở hộp vận mệnh hoặc mở quái, tính ra ở đây thì mình vẫn coi nó là giai đoạn đầu nha các bạn nhé. Thì các bạn hãy cứ mở slot ra bình thường, và các bạn không nên là để giữ khư khư vàng đâu nhá. Và cũng phải tùy từng, có nghĩa là tùy từng người chơi đấy, có nghĩa là tùy từng người chơi thật. Về những cái bạn, các bạn khác mà chơi có kỹ năng, người ta mà biết phán đoán, biết nhìn và xem đội hình ấy, thì người ta cũng chả bao giờ phải lúc nào cũng phải giữ 20 vàng đâu, chỉ cần giữ 10 vàng cũng được. Và đặc biệt là những cái giai đoạn như này này, máu mà còn dưới 30-40 ấy, thì dưới 40-30 ấy, thì cứ phải tập trung một cách rất là, nói chung là phải dồn hết năng lượng thì các bạn mới có cơ hội để nằm được trong cái top 4. Cực kỳ là căng cộng, cực kỳ là căng. Và bây giờ mình lại nói qua về cái phiên bản mới vừa ra này, thì nó sẽ, cái thiên phúc cũng sẽ bị giảm đi đấy, và có cái con chỉ huy mới đó là Saki. Thì ở video sau mình sẽ làm và chơi thử về con chỉ huy Saki này, mình cũng sẽ tìm hiểu tất cả đầy đủ các kỹ năng của nó và chọn xem là nó sẽ phù hợp với những cái đội hình nào hơn, mà cũng không nói trước được các bạn, mình chỉ dám nói như vậy thôi chứ không biết là có thể làm được video như vậy không nữa. Với cả tuần tiếp theo thì mình cũng sẽ bận bị nữa rồi đấy, và mình cũng lại, các bạn xem đến đây, nếu mà các bạn chưa tua qua ấy, thì các bạn ấn đăng ký kênh ủng hộ nhé và like giúp mình. Còn chơi cờ này thì nói thật với các bạn đó là vì đam mê, các bạn đam mê thôi. Các bạn thấy con Hanabi không? Nhưng cái video đầu thì các bạn cũng đã comment và nói rất nhiều rồi, các bạn bảo là cho mình làm về cái con chỉ huy, à không phải, làm về đội hình độc tố hoặc là chơi về cái con Hanabi. Đây hàng Nga này, ui hàng Nga lên thiên phúc cực kỳ là ngon, mình sẽ thay luôn. Và mình nói luôn về cái con đội hình độc tố, mình cũng đã tính thử và chơi và sẽ cố gắng là làm theo ý của các bạn, đó là đội hình độc tố. Nhưng mà mình chơi 4 trận thì được một trận lên được 6 độc tố và mình nằm được trong top 4, còn lại thì cứ top 6, top 8, top 7 đủ hết các bạn ạ. Đấy, nên là mình không thể làm được về đội hình độc tố. Mình vẫn làm được nhưng mà chắc chắn là sẽ không có top cao. Với cả mình cũng sẽ chơi thử rồi, mình đã chơi thử rồi và cảm giác nó chưa, đội hình độc tố chưa mạnh các bạn, nên là rất là khó để chơi. Bây giờ thì mạnh nhất thì không phải mạnh nhất, vẫn nhiều đội hình mạnh, nhưng mà các bạn có thể kết hợp đấu sĩ với quỷ tộc, với đông vũ hoặc là phép thuật. Vừa ra này thì các bạn thấy là đội hình phép thuật phương Bắc, nên là đấy. Với cả thì cái thiên phúc nó vẫn ảnh hưởng lắm các bạn ạ. Nha, mình nói thật, đó là cái thiên phúc nó cũng vẫn rất là ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nó đã hạn chế rồi, nhưng mà thực sự là ảnh hưởng cực kỳ là lớn luôn. Chỉ cần trong một trận đấu đấy các bạn mà lên được 2 hoặc 3 con thiên phúc là sẽ rất là có lợi so với những cái bạn khác. Đấy, nên theo ý kiến của mình là bỏ luôn thiên phúc đấy đi, để mình còn chơi một cách nó gọi là chiến thuật nhiều hơn. Còn về cái thiên phúc mà các bạn ở cái giai đoạn này thì mình vẫn coi nó là giai đoạn gần về giữa trận đấu thôi. Đấy. Thì mình hiện tại là mình sống sót đến bây giờ đó là nhờ có cái con Fera, và mình đã, có nghĩa là nhờ con Fera thôi nhá. Và đặc biệt là cái bộ của nó, đó là cái bộ phương Bắc này. Đấy, còn tùy từng trận đấu các bạn lên được cái đội hình đó là kiếm khách, thì đội hình kiếm khách là mọi thứ sẽ dồn đồ hết cho con Hayabusa. Và đặc biệt là kiếm khách thì cái lỗi, không phải tính cái lỗi mà là qua hai bản cập nhật rồi thì người ta cũng vẫn tính cái giáp gai ấy, phản lại đam, đúng không? Cái giáp gai phản lại đam thì nó vẫn tính đó là sát thương mà đội hình kiếm khách gây ra, con tường kiếm khách gây ra,
nên là nó vẫn có cái kiếm từ trên trời bay xuống. Đấy, đấy đấy, con Hayabusa này. Rồi, và đã đi một bạn nữa. Rồi, đây, và đến cái giai đoạn như này thì nó cũng là gần về, có nghĩa là giai đoạn giữa rồi. Cũng phải tập trung rất là nhiều vào trận đấu rồi. Bây giờ chỉ còn có 2, 4, 5 bạn. Mình coi này giai đoạn giữa. Các bạn mà những cái bạn như một vàng này, hoặc cái bạn bạn chơi cùng mình, cái bạn anh B quá này ấy, thì nên soi xem đội hình của các bạn, xong là check và sắp xếp vị trí một cách hợp lý nhất. Đấy, chứ là bây giờ mà không tập trung mà nhìn đi chỗ khác hoặc là tập hoặc là làm việc khác là nó sẽ toang cực kỳ là nhanh luôn. Trừ những cái trường hợp mà các bạn quá là may mắn rồi. Với cả Moontoon nó bảo là trận này các bạn sẽ rất là may mắn và nó sẽ ra những cái con tướng mà như ý của các bạn luôn. Thì và những cái đồ nó phù hợp cực kỳ là bá đạo thì nó sẽ quá là hay luôn các bạn. Đấy. Còn ở đây thì đấy các bạn thấy không? 1 2 3 về đội hình kiếm khách nó vẫn rất là mạnh nhá. Nên là mình khuyên là các bạn nếu mà muốn chơi nằm trong top 4 thì hãy cố gắng giai đoạn đầu ấy thì chọn những cái con kiếm khách và kích hoạt đủ 4 kiếm khách. Có cái giáp gai cho con Hayabusa nữa thì nó sẽ giúp các bạn nằm trong top 4 rất là dễ. Như vậy thôi. Đó, còn ở cái trận đấu này thì mình tính ra thì đây có con Luigi. Ui, thế là mình sẽ có, tóm lại mình có sự may mắn đúng không các bạn? Cũng vẫn lên được hai cái thiên phúc. Tuy nó cũng hạn chế nhưng mà như này cũng được. Con Luigi mình cũng nói qua, nó cũng rất là khỏe. Chỉ cần level 2 các bạn để lên trên đầu chẳng hạn. Ui rồi con Fera này. Rồi để về sau thì tí nữa sau tuần này đã mình có thể lấy vào thay nhá. Còn để tạm này cũng được. Còn bây giờ các bạn mà không nhanh tay chuyển đồ tí nữa nó lại nhầm linh tinh hết đấy. Mình thì cũng thực ra mình làm mình chơi nhiều mà, nhưng mà nhiều lúc là nó bị nhầm lẫn lộn. Tại vì cái phiên bản mới này nhiều cái con tướng ra, nhìn cái hình cái mặt tướng mình không nhớ không quen nữa. Nên là mình cho đồ của các tướng mình sẽ cứ bấm vào tướng họ cộng đồ cho nó luôn. Đấy, nó rất là cái bất cập chỗ này. Cũng là một phần là do tại mình, có thể do mình ít chơi hoặc là mình chắc là do mình ít chơi nên mình không ấy, có nghĩa là không cập nhật một cách nó kịp thời. Có những cái bạn nào mà nhìn cái là các bạn có thể cho đồ tướng đấy luôn được. Còn mình thì mình tướng nào mình xác định cho đồ nào thì mình bấm vào con tướng đấy xong cộng cho đồ vào luôn, thế thôi. Đấy, các bạn xem qua video mình đến đây, nếu mà thấy video cũng hay và ok thì các bạn ấn theo dõi, đăng ký ủng hộ mình cho mình thêm nhiều kiến hơn. Comment giúp mình, cho mình những cái ý kiến hoặc cái đội hình nào đấy nó sẽ hay ho và bá đạo để mình làm những cái video nó cũng hay ho và bá đạo nữa. Đấy. Thế thôi. Ui con Saber 4 này. Tóm lại là bạn này, cái bạn virus này bạn quá là may mắn đúng không các bạn? Saber 4 thì bạn lúc nào cũng nằm trong top đầu là đúng rồi. Chỉ cần ở giai đoạn giữa trận đấu mà nằm trong top 3 trận, nằm trong lúc nào nói thật là lên con Saber 3 rồi thì nó cũng sẽ là khỏe rồi. Đấy, con nào lên 3 nó cũng bá. Còn trận này thì được top mấy cũng được, đến nằm trong top 2 là được rồi. Mình cũng thấy là mình đã may mắn rồi. Các bạn thấy Luigi nó hay và bá đạo không? Thực sự là hay nhá. Nên là mình đánh giá này, con quen quả giai đoạn đầu nó cũng rất khỏe. Thứ hai nữa đó là cái con hàng Nga. Đấy, nó cũng rất là khỏe. Và cái con Luigi, còn đó là thuộc về đội hình Đông Vũ thôi các bạn. Nó thuộc về đội hình Đông Vũ hết. Nhưng mà giai đoạn đầu nha các bạn, mà cứ chỉ kết hợp những cái con Đông Vũ ấy thì nó sẽ không khỏe tí nào cả. Đấy, phải biết kết hợp và chọn những cái đội hình khác nó phù hợp. Và ở trận đấu như này thì mình cũng chọn và kết hợp một cách nó ngẫu nhiên linh tinh thôi các bạn. Và mình cũng có một cái phần may mắn nữa thôi. Không thì thực ra là nó cũng khó lắm. Khó, rất là khó đấy. Rất là khó để nằm trong top 1, top 2. Cứ bây giờ chơi là nằm trong top 4 là vui rồi các bạn. Còn có nhiều bạn comment và cho mình tham khảo xem những cái video của những các bạn của nước ngoài, những các YouTuber khác thì mình có xem qua. Đấy là chỉ 1-2 tháng trước thôi. Còn thực sự là về
Từ những cái phiên bản cập nhật mới này mình cũng chả xem nữa, tại vì mình chơi qua thì mình cũng xác định mình biết rồi. Đây, còn Ferrari lên 3 nữa thì nó bá đạo các bạn. Vô đồ rồi. Đấy, nó cũng chỉ loanh quanh vài đội hình, xong là đồ, xong là thiên phúc thế thôi. Nó không có cái chiến thuật, nó gọi là một cách rõ ràng nữa. Nó làm cho mình, và mình cũng nói luôn là nên bỏ thiên phúc đi. Đấy, và kể cả sau này có tổ chức những cái giải đấu thì mình cảm thấy nó sẽ không, nó sẽ dựa vào nhân phẩm cái chỗ thiên phúc đấy nhiều. Cũng là ăn nhau thì ở đồ nữa các bạn. Có nhiều đồ nó sẽ hay và bá đạo nữa, nhưng mà thực sự là riêng cái thiên phúc là mình thấy nó bị biến tướng quá nhiều rồi, nên là mình cảm giác không thích. Trâu lại như vậy thôi. Còn bây giờ tí nữa thì về sau mình có thể lên được 6 phép thuật nhá. Đấy. Và phiên bản mới ra này cứ 6 phép thuật với 3 phương bắc là bá đạo các bạn. Thực sự nó là bá đạo, không có gì để nói nữa. Đấy, cảm nhận của mình và mình cũng nói luôn là như vậy. Còn trận đấu mình đã lên được con Ferrari 3 như này thì mình cũng không lo thua và sợ bạn nữa. Riêng Ferrari như này các bạn đặt ở vị trí nào cũng thế thôi. Và đấy, bạn bảo mình ăn chặt. Chẳng biết được đâu, ăn chặt thì cũng tùy, cũng do cái cách sắp xếp đội hình nữa. Nhưng mà mình cũng cảm giác là khi lên Ferrari 3 như này, và mình thì cũng có nghĩa là cảm nhận luôn. Đấy, còn về cái kỹ năng sắp xếp thì mình cũng không dám dạy các bạn như nào cả. Cứ khỏe là đội hình khỏe bá đạo, tướng 3 sao 4 sao nhiều, có đồ là nó ăn thôi. Các bạn thấy hàng Nga không? Hàng Nga cũng cực kỳ là khỏe nhé. Đấy, mình mới nói mà. Không biết là trận đấu về giai đoạn cuối này thì khỏe bạn tí là đang làm video. Đấy, bạn anh B quá cùng bạn Virus nữa. Các bạn xem qua video mình ấy thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Thì có những cái dịp khác thì chơi cùng nhau thì mình sẽ lại làm video tiếp. Còn mình một tuần thì mình có thể làm được 2 video, nhưng mà mình sẽ toàn để dành đăng thôi các bạn. Rảnh thì cái là mình làm ngay. Có hôm thứ bảy chủ nhật thì mình lại đi học nên là cũng chả làm video được. Đấy, như vậy thôi. Và đến những cái giai đoạn cuối như này thì chắc chắn là mình cảm nhận là sẽ ăn được bạn rồi. Đó, đây các bạn, và xem tiếp đi, nhìn để xem nốt ở cái đoạn này nữa đi, chắc chắn là mình nghĩ là sẽ ăn được bạn rồi. Ôi rồi, đúng là ăn chặt rồi các bạn. Rồi nhá, đấy, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đã theo dõi, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn xem thì ấn like giúp mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Bye bye.